Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Linh đây. Thì ngày hôm nay thì mình lại có một cái clip nữa review, cũng như là một số anh em bảo mình review clip của anh Tolisama, một gọi là tay to chính hiệu. Thì đây là cái kênh của anh ấy, một youtuber làm với con game PUBG, nhưng mà lại làm về là xu thế của nước ngoài, nghĩa là chỉ làm cho người nước ngoài xem đó anh em. Anh em mình thấy không? Kênh 320k sub nhưng mà view thì khủng cực khủng, đâu mà mấy cái view này này toàn 2 triệu 3 triệu là kinh vãi anh em ạ, có phải nói là đỉnh cao luôn anh em đấy. Và view ở nước ngoài anh em biết rồi, nó gấp 10 lần view của mình cơ, có nghĩa là tiền được gấp 10 đấy, có nghĩa là thanh niên này rất là giàu, quá là giàu luôn. Đây là kênh của anh ấy, và bây giờ thì sẽ vào vấn đề chính là mình vào trong game để xem cái đại vị đại gia này sẽ có những cái gì nha. Mình đã tìm được ID của anh ấy rồi. Đây, Tolisama đang ở danh con que anh em ạ. Với một cái đập vào ngay trước mặt anh em là cây xét đồ tiền tỷ này. Anh em nhìn thấy không? Cực giàu luôn. Xét đồ tiền tỷ. Đây, mình sẽ review nha. Mũ 10 tỷ, áo 10 tỷ, quần 10 tỷ luôn, giày cũng 10 tỷ, ba lô 10 tỷ và cây súng 100 tỷ, hợp lý. Con xe 10 tỷ. Ôi. Con xe trăm à, cây súng 100 tỷ là vì sao? Bởi vì nó max level chứ làm sao. Mình trước mình thấy anh ấy cầm là M4 băng level 7 cơ, nhưng mà anh ấy đổi sang con hè rồi, có nghĩa là mình nghĩ là mấy cái cây ở trong bảng nâng cấp thì đều là gọi là full level 7 hết. Đấy, một vị đại gia anh em ạ. Làm nhiều tiền để làm gì? Để lạp vào game chứ làm gì. Bây giờ thì điểm point là 3.001 với những cái gọi như là huy hiệu các thứ là toàn nhấp nha nhấp nháy các kiểu rồi, xịn lắm. Bây giờ thì qua mức danh con que 18 ở danh đua anh em ạ. Để mình xem là những cái mùa khác của anh ấy thì anh ấy sẽ danh gì nha. Mùa 3 này, mùa 3 không chơi à? Mùa 3 chơi ở server nào đây? ASEAN. ASEAN ACCA là A anh em ạ. Mùa 4 thế nào? Mùa 4 cũng A luôn. Anh này chỉ chơi 2 server thôi. Mình nghĩ là như vậy. Mùa 5 cũng A. Uầy, mùa 5 A ở bên... Ủa ôi, khủng vãi anh em ạ. A ở bên ASEAN và con que ở bên Korean. Vãi trưởng ạ. Mùa 6 con que luôn, con cua luôn. A luôn. Mùa 7 A luôn. Con que ở... Uầy, anh này phải nói là một tay chơi cực to anh em ạ. Và đây là mùa 8. Seven này thì con que A ở Seven Asia. Đấy. Bây giờ thì đến phần quan trọng nhất, cái phần sâu KDA rồi là ABC XYZ gì đấy, thì mình sẽ sâu từng mùa cho anh em mở mang cái tầm mắt của một vị đại gia vừa nhiều tiền vừa giàu. Đây là mình sẽ bắt đầu ở danh đua từ từng mùa nha. Đây là mùa 8 rồi. Mình mùa 3 xem nào. Mùa 3 không chơi à? ASEAN có chơi không? Không chơi luôn. Mùa 4 không chơi luôn. Mùa 5 có chơi một chút xíu. Không chơi luôn. Mùa 6 không chơi luôn. Mùa 7 thì khủng khiếp rồi anh em. Ui trời ơi, chơi có 159 trận, Q85 top 10 129, Q1265 và KDA ui chu choa mạ ơi, 16.64 anh em ạ, phải lìn ạ, kinh khủng. ASEAN không chơi, uầy KDA này mạ ơi, mình phải chụp lại cái này để cái ảnh này để tí làm thâm lêu này, quá kinh khủng khiếp anh em ạ. Và mùa 8 thế nào? Mùa 8 là 9 chấm anh em ạ. Con què mùa 8 9 chấm. Giết 766 top 128 trận. Đấy, đây là danh đua. Bây giờ thì mình sẽ qua sờ có squad này. Squad của mùa này 14 chấm nè. Xem ra danh bên này 6 chấm. Uầy, KD toàn KD to thôi anh em ơi. Mùa 4 7 chấm. Uầy, xịn vãi anh ơi. 15 chấm luôn. Một tay to ở đây rồi. Mùa 5 7 chấm luôn. Mùa 6 7 chấm, gần gọi là 8 chấm đi. Ủa, kinh vãi nhở. Mùa 7 cũng 7 chấm luôn. Đây là mùa 8
mùa 8, ui trời ơi, 214 trận, win 33, top 10 là 121, Q là 1514 mạng và KDA là 8.27, headshot là 379, tỷ lệ headshot là 25%, kill nhiều nhất là 25 kill và lượng đam là 4.141 đam. Uầy, một con số ấn tượng quá anh em ạ. Kinh khủng anh em. Anh em mà xem đến cái đoạn này là mắt chữ A mồm chữ O hết rồi. KDA tận có một cái mùa mà KDA tận 16 chấm thì anh em phải đủ hiểu là cái mức độ tay to của anh chàng này là cực khủng như thế nào rồi. Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Đây, xét đồ lại còn tiền tỷ nữa chứ. Mặc vào chỉ gọi là nhìn lướt qua thôi là em cũng đủ biết là anh đẹp trai tới mức nào rồi. Đấy, anh em thấy không? Quá kinh khủng luôn. Đó là một số cái thông tin về anh Tolisama này mà anh em có yêu cầu mình làm. Nếu anh em nào mà thích những cái kiểu clip như thế này nữa thì có thể comment ở phía bên dưới. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể làm những cái video hay hơn. Cảm ơn anh em đã coi clip này nha. Bye bye và hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.